Kính chào quý khán thính giả đến với SBTN DC, bản tin Hoa Thịnh Đốn, phát hành lúc 1 giờ 30 trưa, giờ miền Đông Hoa Kỳ, ngày thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013. Chương trình hôm nay mở đầu với bài Phúc âm hàng tuần từ giáo sứ Thánh Giuse tại North Carolina. Sau đó là bài viết xoay quanh vụ thiên thạch xẹt qua vùng núi Ural tại Nga. Trước tiên, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Phúc âm hàng tuần từ giáo sứ Thánh Giuse tại North Carolina. Chúng tôi là linh mục Phêrô Trường Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo sứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc âm tuần này kể rằng có một số người Do Thái đến thắc mắc với Chúa Giêsu về việc quan tổng trấn Phila tô đã giết hại một số người Galilee một cách vô cớ và máu của họ bị pha lẫn với máu các súc vật. Đây là một việc làm rất tội lỗi và rất giả mang của Phila tô nhưng lạ thay những người do thái này đến gặp Chúa Giêsu không phải để nói lên lòng căm phẫn của họ đối với Phi la tô nhưng họ đến để hỏi Chúa Giêsu có phải những người bị giết thê thảm kia là những người tội lỗi nhất trong xứ này hay không Chúa Giêsu trả lời rằng không phải như thế nhưng nếu các ngươi không ăn năn sám hối các ngươi cũng sẽ chết như vậy rồi Chúa Giêsu cũng nói thêm với họ rằng các ngươi tưởng rằng những người bị tháp Siloe sập đè chết là những người tội lỗi nhất à? Không phải như thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn sám hối, các ngươi cũng sẽ chết như vậy. Khi đọc phúc âm đến đây, tôi tự hỏi trong lòng rằng, có phải những người do thái này đang lầm lẫn hay không? Bởi vì họ không phân biệt được ai là nạn nhân và ai là tội nhân. Trong trường hợp Philato tô giết hại những người Galile một cách vô cớ, Philato tô mới là tội nhân. Còn những người Galile bị giết là nạn nhân. Thế mà những người Do Thái kia đã đổ lỗi cho những người Galile bị giết là tội nhân. Trường hợp tai nạn tháp Siloe sập và đè chết 18 người cũng vậy. Những người chết trong tai nạn đó là nạn nhân chứ không phải tội nhân philato là một tội nhân vì ông đã lạm dụng quyền hành giết hại những người vô tội điều này rất rõ ràng nhưng những người do thái kia không dám lên tiếng để bày tỏ sự bất bình của họ đối với philato nhưng lại đổ lỗi cho những nạn nhân trong trường hợp thiên tai cũng vậy có những thiên tai xảy ra mà rất nhiều nạn nhân bị thiệt hại nặng nề về vật chất tinh thần và đôi khi cả tính mạng của mình họ là những nạn nhân nhưng họ lại bị người ta đổ lỗi và biến thành tội nhân. Chúa Giêsu đã nhìn thấy vấn đề đổ lỗi và Chúa muốn giúp cho những người do thái kia bỏ đi thối xấu đổ lỗi bằng một câu trả lời rất thẳng thắn. Đó không phải là tội của những nạn nhân và Chúa Giêsu cũng nhân cơ hội này dạy cho họ một chân lý: nếu các ngươi không sám hối tội lỗi của các ngươi, thì các ngươi cũng sẽ chết như vậy. Chúa Giêsu đã hướng dẫn họ trở về với chính tâm hồn của họ. Bởi vì khi nói đến tội, thì mỗi người cần phải nhận ra tội lỗi của chính bản thân mình mà sám hối và cải sửa, chứ không phải đổ lỗi cho người khác. Và đó là bài học thiêng liêng quý báu cho chúng ta ngày nay. Đáng tiếc là thối xấu đổ lỗi cho người khác đã có mặt trong lịch sử nhân loại từ khi Chúa tạo dựng ông A-Dông và bà Eva. Khi ông A-dông phạm tội ăn trái cấm Chúa hỏi ông tại sao ăn trái cấm Thì ông lập tức đổ lỗi cho bà vợ của mình là Eva Ông nói với Chúa rằng Người phụ nữ mà Chúa đặt ở bên cạnh con Bà ấy biểu con ăn Rồi Chúa hỏi bà Eva Tại sao con làm như vậy Bà Eva đổ lỗi cho con rắn đã cám dỗ bà Cả hai ông bà đều đổ lỗi cho người khác Và không nhận lỗi cho chính mình Có lẽ trong các thói xấu mà con người thường hay phạm đổ lỗi cho người khác là một trong những thói xấu mà chúng ta thường gấp nhất và nó là thói xấu cản trở chúng ta tiến bước trên con đường tu đức bởi vì để có thể sửa đổi và tiến bộ mỗi người cần phải có trách nhiệm cho chính việc làm của mình chứ không phải đổ lỗi cho người khác thiên chúa rất kiên nhẫn và rất nhân từ cho nên Chúa luôn ban cho con người cơ hội để nhận ra thói hư tật xấu của mình mà sửa đổi. Khi Chúa hỏi ông A-dông tại sao con ăn trái cấm, đó là lúc Chúa ban cho ông cơ hội để nhận lỗi và xin lỗi. Ông A-dông chỉ cần sám hối và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì con đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Xin Chúa thứ tha và giúp con sống mỗi ngày được đẹp lòng Chúa. Tôi tin chắc. Chúa sẵn sàng tha thứ cho ông dùng Đối với bà Eva cũng vậy. Khi Chúa hỏi bà, tại sao con làm như vậy? Đó là cơ hội Chúa ban để cho bà nhận lỗi và xin lỗi. Bà Eva chỉ cần sám hối và thưa với Chúa, con rất hối hận về việc làm của con. Xin Chúa thứ tha và giúp con sống mỗi ngày được đẹp lòng Chúa. Tôi tin chắc Chúa sẽ tha thứ cho bà Eva. Khi Chúa Giêsu đi giảng dạy. Chúa cũng gặp những người Do Thái với tật xấu đổ lỗi cho người khác và Chúa Giêsu cũng đã tạo điều kiện cho họ sám hối và nhận ra tội lỗi của chính bản thân họ, chứ không phải đổ lỗi cho người khác. Chúa nói với họ rằng: "Nếu các ngươi không sám hối tội lỗi của các ngươi thì các ngươi cũng sẽ chết như vậy." Chúa Giêsu đã dạy cho họ một con đường ngay chính để bước đi. Con đường này không có đổ lỗi cho người khác, mà con đường này phải thú nhận tội lỗi của mình mà sám hối và cải sửa. Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, vấn đề đổ lỗi cho người khác vẫn còn có mặt trong mọi lĩnh vực. Trong gia đình, vợ đổ lỗi cho chồng, chồng đổ lỗi cho vợ. Có nhiều ông bà thì đổ lỗi cho con cháu, con cháu thì đổ lỗi cho ông bà. Anh chị em thì đổ lỗi cho nhau. Khi làm việc chung trong các ban ngành đoàn thể, vấn đề đổ lỗi cũng không tránh được khi có chuyện không vui xảy ra thì người này sẽ đổ lỗi cho người kia và ít khi nào chúng ta thấy ai tự nhận đó là lỗi của mình mà sửa đổi chúng ta ngày nay không khác gì ông a dông và bà eva chúng ta cũng không khác gì những người do thái trong phúc âm mà chúng ta đang nghe chúng ta đang phạm phải một sai lầm giống như họ cứ tưởng mình đổ lỗi cho người khác là mình thoát tội là mình tốt hơn họ hay ít nhất nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy mình thanh cao hơn. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng đổ lỗi cho người khác là làm cho mình càng lún sâu hơn nữa trong tội lỗi của mình. Có một điều mà chúng ta ngày nay khác với họ ngày xưa, đó là cơ hội. Chúng ta đang có cơ hội để sám hối và thay đổi cách sống của mình. Cuộc sống của mình là do Chúa ban cho mình cơ hội để sám hối và sửa đổi cũng đã được chúa ban cho mình trách nhiệm còn lại là của bản thân mình có dám nhận lỗi sám hối và sửa đổi hay không ước gì trong mùa chay thánh này mỗi người chúng ta biết nắm lấy cơ hội chúa ban mà sám hối và cải sửa đừng đổ lỗi cho người khác bởi vì khi chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho người khác thì bản thân mình đang tiếp tục lúng sâu trong sai lầm và tội lỗi. Hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã cảnh báo trong Phúc Âm rằng: Nếu các ngươi không sám hối tội lỗi của các ngươi thì các ngươi cũng sẽ chết như vậy. Chương trình Phúc Âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại Giáo xứ Thánh Giuse. Đọc nét thân ái kính chào quý vị và xin thiên chúa chúc lành cho mọi người chúng ta